Phương tiện thứ nhất trọng tải 40 tấn do Đặng Minh Lân, sinh năm 1993, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là thuyền trưởng và đã hút lên phương tiện trên 10 mét khối cát. Phương tiện thứ hai trọng tải 73 tấn do Ngô Văn A, sinh năm 1977, ngụ ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là thuyền trưởng đã hút lên phương tiện trên 22 mét khối cát. Phương tiện thứ ba trọng tải 40 tấn do Tại Văn Quang, sinh năm 1983, ngụ ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là thuyền trưởng và điều khiển đã hút lên phương tiện trên 16 mét khối cát. Tổ công tác liên ngành đã lập thủ tục hồ sơ ban đầu đối với người điều khiển phương tiện và thuyền trưởng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.